Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn thiết kế đường từ một bình đồ chết. Đây là bình đồ chết của chúng ta. Để cho vào file CAD để số hóa bình đồ. Trước khi số hóa bình đồ thì các bạn nên kẻ một đoạn thẳng dài khoảng vài cm, 2 hoặc 10 cm ở trong bình đồ như đoạn thẳng này của tôi. Đây là được kẻ lỗi, nếu mà bình thường thì kẻ lên đầu đoạn này dễ nhìn hơn. Chúng ta có thể tỉ lệ bình đồ dựa vào đoạn thẳng đã được kẻ sẵn rồi scan cho bình đồ. Các bạn dùng lệnh PN tô các đường đúng. Các bạn tô càng dày càng thì sau này chạy chắc dọc cho ngang càng 10, chắc dọc càng 10. Đấy, cách tô là như vậy. Chúng ta dùng lệnh PL tô các đường đúng mức. Rồi, tô kín các đường đúng mức này. Công việc tô mất khoảng độ 2-3 tiếng. Vậy đây là bình đồ, đây tô từ bình đồ đó, số hóa từ bình đồ vừa đấy. Đây bình đồ được số hóa trong Nova 2005 khi định nghĩa cao độ tự nhiên, định nghĩa đường đúng mức thì lỗi. Chúng ta sẽ dùng lệnh MO CAD MO. Chúng ta sẽ tìm đến any fashion. Chúng ta sẽ đánh cao độ vào, cao độ lần lượt và suy nội suy và các khoảng cách đường ở mức đèn ta hát. Chúng ta sẽ điền các cao độ, điền là 770 như đây tôi đã ghi sẵn rồi. Đây công việc số hóa bình đồ và định nghĩa các tô các đường ở mức đã hoàn thành, thì chúng ta sẽ đến với việc bắt đầu thiết kế. Trước khi cho vào Nova, trước khi thiết kế chúng ta sẽ nhấn D để chỉnh tất cả các phông chữ về phông chữ của tiêu chuẩn kỹ thuật VN ON chuẩn chỉnh như này. Chúng ta xem lại thao tác, bấm D chọn text, bấm vào đây, chúng ta sẽ trên cọc chọn trên cọc và chúng ta sẽ chọn VN ON. Các bạn nhìn thấy ok rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ khai báo CS, chúng ta sẽ khai báo giống dạng là tỷ lệ bình đồ của Nova định nghĩa là 1/1000. Các bạn bình đồ 10.000 hay là 5.000 các bạn có thể scan lại sao cho đúng tỷ lệ 1/10.000 để thiết kế. Ok, bạn tiếp tục là GP, lệnh GP đây, chỉ điểm gốc tuyến của các bạn. Trước khi chỉ điểm gốc tuyến các bạn sẽ vẽ thiết kế bạch tuyến. Đây là bạch tuyến, đây sẽ vạch một đoạn này. Đây và đến đây các bạn.
Tiếp theo chúng ta sẽ ghi là GT chỉ ở đây. Chúng ta tìm tốc tuyến. Tiếp theo chúng ta sẽ đánh lại đường mặt bằng. Mặt bằng BMW. Ok. Sau đó chúng ta sẽ cấm cong vòng CN. Cong vòng. Các bạn tính toán và tra tiêu chuẩn. Rồi đây không cơ sở, các bạn không nên đi theo bán kính của tôi. Cần làm mở dụng cụ, các bạn có thể cho tôi 1.5. Ok, xong con lọc. Ta sẽ đến với phát sinh cọc. Ta sẽ đến với yếu tố cọc. Yếu tố cọc. Đây, đây, con đường cọc lọc. Ta sẽ nối tàn ra. Nối tàn ra. Đã bỏ mặt tiền đường ra được số hóa. Có tiền đường. Chúng ta sẽ chèn cọc. Chèn cọc. Rồi ta sẽ phát sinh cọc. Đây cọc 100m. Ok. Chúng ta sẽ điền tiền cọc. Chèn cọc. Trước khi điền cọc, chúng ta sẽ chèn cọc. Chèn vào các. Cái này thì tôi chỉ hướng dẫn qua chèn điểm đầu, điểm cuối và các cống cọc địa hình. Thế các bạn phải học và để tự mà chèn. C1 tôi là đây, đây là cấu cụ thủy đi qua. Tiếp theo là chèn điểm đầu và chèn tiếp đầu đi cuối, chèn vào tiếp đầu một tuyến C1. Chúng ta đã chèn xong cọc, ta sẽ phát sinh cọc. Cọc rồi, nên chúng ta sẽ điền tiền cọc, điền tiền cọc. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ hiệu chỉnh số liệu SMT, SMT. Tất cả chúng ta đã được bắt cá độ. Yes. Sau đó ta sẽ chạy chắc dọc. Chắc dọc. Chúng ta chắc dọc sẽ là kỳ nẻ. X là 2000, Y là 200. Khai báo bảo. Khai báo bảo đồng ý. Ok. Sau đó ta sẽ đi đường đỏ. Đây đây. Đó, chúng ta sẽ cấm cong vòng không đúng. Các con số này đều là tượng trưng, các bạn phải đọc sách và tham khảo. Điền nút so sánh. Chọn dọc. D S S T chọn dọc. Vâng. Điền so sánh nào. Điền thiết kế. Điền thiết kế. Ok. Vâng, như vậy chúng ta đã xong chắc rồi.